Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh truyền thông Tây Nguyên, nơi lưu giữ, chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc đẹp về sư Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin chia sẻ bài viết Đòn chí mạng, tiêu diệt Phật Pháp, gán cho Thích Minh Tuệ và Ma Vương phá giới Pháp. Phản biện lời phát biểu trên Facebook của Nguyên Bi đã dựng chuyện phỉ báng sư Minh Tuệ. Ông ấy nói, Ma Vương sử dụng Minh Tuệ để hủy diệt Phật giáo như thế nào? Lấy Minh Tuệ làm đòn chí mạng tiêu diệt Phật Pháp. Minh Tuệ từng tuyên bố bỏ chùa, cũng bất cần tăng đoàn. Đây là vọng ngôn tà kiến, tuyên truyền của ma. Thiên ma Minh Tuệ cùng Minh Đạo cũng xúi mọi người ngửa mặt lên trời hô to tự quy y. Thế là xong, Minh Tuệ lại mượn danh Phật giáo để hành đạo. Một mũi tên trúng hai đích, tiêu diệt tam bảo Phật giáo. Tự rước ác nghiệp vào thân vì Phật sống Minh Tuệ. Lang thang đi bộ có phải là hạnh đầu đà không? Mượn hình trộm tăng tướng để hủy diệt Phật giáo, gây ra thị phi, chia rẽ phá hòa hợp tăng, gây nghi kỵ trong hàng tứ chúng. Phản động phá hoại khối đoàn kết tôn giáo, mượn hình trộm tướng tăng một vị tỳ kheo, gây hiểu lầm ngộ nhận về tăng đoàn giáo pháp Đức Phật. Dắt mũi dư luận, thu hút người sùng đạo. Trộm tăng tướng khi đã hoàn tục không có ai là vị tế độ, không còn là sư, nhưng vẫn đắp y, khất thực thọ trì các pháp của bậc xuất gia, biết việc sai vẫn làm, biết quy định mà vẫn thực hiện. Chúng tôi xin phản biện như sau. 1. Tự quy y không phải là tà kiến. Phát biểu tự quy y của Thích Minh Tuệ có thể hiểu là một sự khuyến khích quay về nương tựa vào Pháp và chính mình thay vì phụ thuộc vào người khác. Đây không phải là tà kiến mà là tư tưởng rất gần với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, rằng mỗi người phải tự mình tu tập để giải thoát. Tự mình là chủ nhân của chính mình. Điều này không có nghĩa là bác bỏ tăng bảo, mà là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự nỗ lực trên con đường tu tập. Trong Phật giáo nói chung có hai hình thức quy y, đó là quy y hữu tướng và quy y vô tướng. 1a, quy y hữu tướng, quy y có hình tướng. Đây là việc quy y theo hình thức nghi lễ, nơi người tu hành tham dự lễ quy y với sự hiện diện của thầy hoặc tăng đoàn. Trong lễ này, người quy y nhận tam quy và ngũ giới với ý thức quy y Phật, Pháp và Tăng. Hình thức này nhấn mạnh vào việc nương tựa và thực hành theo sự dẫn dắt của Tam Bảo. 1b, quy y vô tướng, quy y không hình tướng. Đây là quy y trên bình diện tâm linh sâu sắc, không phụ thuộc vào nghi thức hay hình thức bên ngoài. Quy y vô tướng nghĩa là sự tự giác ngộ, nương tựa vào bản chất thanh tịnh và giác ngộ của chính mình. Nó vượt qua hình tướng và nghi lễ, tập trung vào sự tỉnh thức và lòng tin sâu sắc vào Phật, Pháp và Tăng trong nội tâm. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nhắc đi nhắc lại rằng các tỳ kheo hãy thừa tự Pháp của ta, chứ đừng thừa tự tài vật. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng có dạy về vô tướng tam quy y giới như sau trong phẩm sám hối. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo. Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu. Từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành vọng. Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng. Nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người. Ấy là tự quy y vậy. Hai vấn đề bỏ chùa và tăng đoàn. Theo giáo lý Phật giáo, đặc biệt là trong Kinh Mahaparinibbana Sutta, trường bộ Kinh 16, Đức Phật đã dạy rằng sau khi Ngài nhập diệt, các tỳ kheo không nên đặt một người lãnh đạo cao nhất thay thế Ngài, mà thay vào đó, hãy nương tựa vào Pháp và Luật, Dhamma và Vinaya. Điều này có nghĩa là Pháp và Luật là trung tâm, chứ không phải cá nhân hay tổ chức. Phật giáo không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hình thức chùa chiền và tăng đoàn, mà cốt lõi là hành trì giáo pháp. Đức Phật đã từng dạy như sau: Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ,
tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Hãy tự xây hòn đảo, sáng suốt cấp tinh chuyên, trừ tham dục cấu uế, dứt sanh lão ưu phiền. Kinh Pháp Cú, Phẩm Cấu Uế 36. Việc minh tuệ bỏ chùa và không phụ thuộc vào tăng đoàn không phải là việc phản bội hay phá hoại Phật giáo. Nếu vẫn giữ giới luật và sống theo Pháp, bên cạnh đó Thích Minh Tuệ phát nguyện tu 13 hạnh đầu đà. Trong những hạnh đầu đà này, không có hạnh nào bắt buộc người tu sĩ phải ở chùa hay ở tăng chúng, mà ở gốc cây, nhà hoang, nghĩa địa hoặc ở nơi nào cũng được. 3. Vấn đề bất cần giáo lý tam tạng kinh điển. Việc cho rằng Minh Tuệ bất cần giáo lý tam tạng không có cơ sở rõ ràng trong bài viết. Và ngay cả nếu có quan điểm cá nhân khác biệt về việc tu học kinh điển, điều đó không đồng nghĩa với việc phá hoại pháp bảo. Có những phương pháp hành trì khác nhau trong Phật giáo, chẳng hạn như Thiền Tông không đặt nặng việc đọc kinh sách mà tập trung vào sự thực hành thiền quán trực tiếp. Điều này không phá hoại pháp bảo mà là một phương tiện phù hợp với căn cơ của một số người. 4. Hạnh đầu đà và đi bộ lang thang. Trong kinh điển, Đức Phật có dạy về hạnh đầu đà, Dutanga, nhưng đây không chỉ giới hạn ở việc sống viễn ly mà còn là sự từ bỏ các tiện nghi để tập trung vào thực hành khổ hạnh. Một số hành giả chọn đi bộ để sống cuộc sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần đầu đà. Việc đi bộ của Thích Minh Tuệ nếu chỉ là để rèn luyện sức khỏe, như tác giả bài viết cho rằng, cũng không thể bị xem là tà kiến hay phá hoại pháp bảo, vì đây chỉ là một khía cạnh phụ trong đời sống tu tập của Thích Minh Tuệ. 5. Vấn đề mượn hình tướng tăng tỳ kheo. Ai cũng biết Thích Minh Tuệ có xuất gia ở chùa, có thầy tế độ. Vì phát nguyện tu 13 hạnh đầu đà nên đã rời chùa truy cầu Phật giác. Việc chỉ trích Thích Minh Tuệ là một công cụ của ma vương để phá hoại Phật giáo thiếu cơ sở kinh điển và có phần tà kiến. Đức Phật luôn khuyến khích sự tự do tư duy và tinh thần trách nhiệm trong việc hành trì Pháp. Những hành động của Thích Minh Tuệ, dù có thể gây tranh cãi, không đồng nghĩa với việc phá hoại Phật giáo nếu ông vẫn sống đúng theo tinh thần của Pháp và luật. Thay vì kết án một người phá hoại Phật Pháp dựa trên những quan điểm khác biệt, chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng hơn về động cơ, hành vi và các nguyên tắc hành trì mà họ theo đuổi. Quan điểm của Đức Phật về tự tu, tự giác ngộ và không phụ thuộc vào hình thức là những yếu tố cơ bản cần được thấu hiểu đúng đắn. Sư Minh Tuệ có xây được một ngôi chùa không bà con? Tôi xin thông báo cho bà con toàn thế giới là Sư Minh Tuệ đang xây một ngôi chùa rất vĩ đại mà hiếm ai trên đời này xây được nha. Vậy Sư Minh Tuệ xây ngôi chùa ở đâu? Bắt đầu tôi chỉ ngôi chùa của Sư Minh Tuệ đang xây nha. Thân tâm của ông là ngôi chùa. Thấy không? À, ngôi chùa của ông sẽ mở 6 cửa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý để tiếp muôn người muôn loài bình đẳng, tiếp cả trược lẫn thanh, cả thiện lẫn ác. Ngôi chùa của ông có thể bộ hành di chuyển khắp cả mọi nơi. Ngôi chùa của ông không chứa tham sân si, không chứa sát sanh nói dối uống rượu, và không chứa tà dâm, cũng không có chứa tranh giành, không có chứa tiền bạc danh vọng quyền lợi gì hết. Vậy ngôi chùa của ông chứa cái gì? Ly gia các ái. Vậy ly gia các ái nghĩa là sao? Gia là thân tâm của ông, mà ông dùng ánh sáng trí huệ của ông hóa giải được cái ái ở tâm hồn mình. Ái là gì? Ăn món ngon thì vui, không có món ngon món dở dở cái buồn. Ái món ăn. Có nước uống ngon thì vui, mà có miếng nước mưa uống cái buồn. Ái uống nước. Có chỗ ngủ ngon thì vui, cái ra cái chỗ gốc cây ngủ thì buồn. Ái chỗ ngủ. Thì trong cuộc đời của mình, cái tâm của mình chấp trụ bất cứ một thứ gì từ đời cho tới đạo mà mình mê muội để sanh phiền não vui buồn, đây gọi là điều ái hết. Thấy chưa? Mà ông đã dùng trí huệ, ông hóa giải được cái ái của tâm hồn ông, cho nên tâm hồn của ông lúc nào cũng thanh tịnh. Có cái gì cũng được, không có cái gì cũng được, có ít có nhiều cũng gì cũng được, ai cần ông nhường. Mà tâm hồn ông cũng lúc nào thanh tịnh, không có dính mắc cái gì của trần gian sanh phiền não cả, thì ông đã cắt ái được rồi. Cái ái này nó đã ly bị vĩnh viễn khỏi da của ông rồi. Thân tâm của ông là không còn dính ái nữa, đây gọi là ly da cắt ái. Thấy không? Và ngôi chùa của ông chứa cái gì? Chứa cái ông trụ trì. Vậy ông trụ trì trong chùa của ông là ai? Ông chấp nhận hy sinh hết những gì mình có, cả mạng của ông cũng không tiếc.
không than không mượn, không cầu không xin không sợ. Ông dùng cái ý chí của chính ông tự đoạn bỏ cái tâm hồn đang tối của ông. Tâm hồn đang tối là gì? Bản ngã. Tự nêu cao mình, khinh khi chà đạp bất cứ ai, tự vỗ ngực xưng tên, thấy không, để tạo danh tạo lợi cho chính mình đó. Rồi những thứ mê chấp gian trá hung bạo tranh giành phiền não, tất cả những thứ này ông đều là dùng gươm trí huệ của ông quá tan được hết. Cho nên tâm hồn đen tối của ông không còn, ông mới hồi phục được bản lai thanh tịnh của ông. Và sắc dục danh lợi tiền tình ăn chơi sa đọ cám dỗ ông cỡ nào, ông cũng không nhiễm theo nó để tạo nghiệp. Mà nó có du quan giá quả chà đạp hãm hại dồn dập ông đắng cay cỡ nào, ông cũng không trụ vào đó sanh phiền não để tạo nghiệp. Như vậy là ông làm là kêu bằng ông trụ được cái tánh giác của ông ở trong đời thường, không cảnh nào làm cho ông nhiễm, không cảnh nào làm cho ông loạn được. Và ông giữ giới và hành trì chánh pháp đúng nghĩa để làm gương cho muôn người muôn loài, mà cả thế giới đều phải thán phục ông, nhìn thấy cái gương của ông để mà phát tâm. Thì ông trụ cái tâm của ông và ông hành trì chánh pháp để làm gương cho muôn người muôn loài thấy đó phát tâm, đây có phải trụ trì không? À, và trong chùa của ông có trụ trì phải có hòa thượng. Hòa thượng là gì? Ông hy sinh bất cứ thứ gì của bản thân ông cũng không tiếc. Và ông chấp nhận hoan hỷ, vui vẻ, trong hoàn cảnh nào ông cũng cảm thấy hạnh phúc. Và ông hòa đồng với muôn người muôn loài, yêu thương muôn người muôn loài bình đẳng, dù tốt hay xấu, dù đối xử với ông như thế nào ông cũng hoan hỷ và yêu thương bình đẳng hết. Thấy không? Đó gọi là hòa. Thưởng là gì? Ông chấp nhận hy sinh, giữ giới và hành đúng 13 hành đầu đà để làm gương vô muôn người muôn loài thấy đó để mà phát tâm bằng cái lòng cao thượng của ông. Đây gọi là hòa thượng. Thấy chưa? Rồi trong chùa của ông chứa pháp bảo gì? Y bá nạp là y phấn tạo đó. Y bá nạp ý nghĩa là gì? Tâm của ông lúc nào cũng thanh tịnh, không nhiễm theo trần tạo nghiệp, cũng không loạn theo trần tạo nghiệp. Đây gọi là tâm y, thấy không? Và bá nạp là gì? Ông quan hỷ yêu thương muôn người muôn loài bình đẳng, bất cứ thứ gì của thế gian ông cũng dung nạp được hết. Và ông dùng ánh sáng trí huệ của ông hóa giải được hết để làm gương cho muôn người muôn loài thấy đó phát tâm mà bỏ tối về sáng để tỉnh thức tâm hồn của mình. Thì đây gọi là y bá nạp. Thấy chưa? Rồi á, pháp bảo của ông còn nữa, đó là gì? Nhất bát tam y. Nhất bát tam y nghĩa là gì? Nhất bát không phải là cái lỗ nồi cơm điện ông đang mang đâu, cái đó là phương tiện để ông gieo duyên thôi. Chứ cái lúc người bên Anh Quốc á, bao máy bay về bên đây, ông đã tặng cái lỗ nồi cơm điện đó cho người bên Anh Quốc rồi. Và ông lượm một cái thùng mũ khác để ông làm phương tiện để giao duyên. Rồi thời gian sau cũng có người giao duyên lại cho ông lo lỗ nồi cơm điện khác rồi. Làm sao gọi là nhất bát được? Nhất là một mà, đúng không? Như vậy nhất bát đây là muốn nói ông dùng trí huệ quá giải mọi thứ để trở về với nhất tâm thanh tịnh, không còn nhiễm theo trần tạo nghiệp, cũng không loạn theo trần tạo nghiệp. Đây mới gọi là nhất tâm. Bát là gì? Mở lòng quan hỷ yêu thương muôn người muôn loài bình đẳng, bát ái đại đồng. Đây mới gọi là nhất bát, thấy không? Tam y là gì? Y Phật, y Pháp, y Tăng. Y Phật là gì? Bất cứ hoàn cảnh cảnh nào, tánh Phật của ông cũng không nhiễm theo trần tạo nghiệp, cũng không loạn theo trần tạo nghiệp, mà vẫn quan hỷ và yêu thương muôn người muôn loài bình đẳng. Đây là Phật tánh của ông, là y Phật. Y Pháp là gì? Ông lúc nào cũng giữ giới và hành đúng chánh pháp theo 13 hành đầu đà để làm gương cho muôn người muôn loài thấy đó mà phát tâm bỏ tối về sáng tỉnh thức. Thì đây gọi là y Pháp. Y Tăng là gì? Là bản thân ông tăng cái thiện, ngưng cái ác. Chính ông là thiện tăng mà ông không có dính mắc cảnh trần, sanh mê mụ phiền não tạo nghiệp. Đây gọi là ông là một bậc chân tu, chân tăng. Đây gọi là y Phật, y Pháp, y Tăng. Đây gọi là mới gọi là nhất bát tam y, thấy không? Vậy thì ngôi chùa của ông á, ông gõ cái mỏ nào và ông gõ cái chuông nào? À, tiếng chuông ý nghĩa là thức tỉnh lòng người. Cho nên á, cái mỏ ông gõ là cái mỏ của ông á, thấy không? Khi cái mỏ của ông ngân ra một cái âm thanh của một tiếng chuông thì nó ngân điều toàn thế giới, nó thấm vô tim của từng từng con người, từng hàng triệu 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 con người trong nước ngoài nước trên toàn thế giới phải thán phục và lấy cái gương của ông để mà phát tâm bỏ tối về sáng tỉnh thức tâm hồn mình. Cái tiếng chuông của ông làm thức tỉnh không biết bao nhiêu tâm hồn của con người ở trên thế giới này. Đây gọi là tiếng chuông ý nghĩa thức tỉnh lòng người, cũng phát ra từ cái mỏ của ông. Thấy chưa? Rồi trong chùa của ông á có pháp bảo gì nữa? Bi chí dũng. Bi là gì? Bi có nghĩa rằng quan hỷ yêu thương muôn người muôn loài bình đẳng. Trí là gì? Trí là sáng suốt để xử lý mọi vấn đề đúng với chánh pháp của Phật, khiến cho cả thế giới đều thán phục. Đây gọi là trí.
Dũng là gì? Dũng là sự buông bỏ, hy sinh và hành đạo đúng nghĩa, cả thế giới phải thán phục. Đây gọi là Dũng. Đây gọi là Bi Chí Dũng. Như vậy trong chùa của ông đầy đủ pháp bảo, không thiếu thứ gì. Và ông phải hoàn thiện cái ngôi chùa của ông để giúp cho muôn người muôn loài tỉnh ngộ. Thì có phải sư Minh Tuệ đã xây được một ngôi chùa rất vĩ đại mà cả thế giới này hiếm có ai?